vòng kiếp luân hồi sanh tử, khi nào trả hết nghiệp mới thoát khỏi phải không? Dạ, con mong sư có bài giảng cũng như lời có lời giải đáp giúp con. Thưa với quý vị đó, ngay cả Đức Thế Tôn á, ngài cũng không có trả hết các cái nghiệp bất thiện của ngài. Đến khi mà ngài chuẩn bị viên tịch rồi, ngài vẫn phải bị kiết lỵ. Rồi khi mà ngài kêu ngài Ananda đó là hãy lấy nước cho ngài, thì ngài Ananda cũng từ chối 3 lần, rồi sau đó ngài Ananda mới lấy nước. Rồi đó là chưa kể trước đó thì ngài cũng gặp rất nhiều những cái nạn, mà những cái nạn đó đều là do cái quả, do cái nghiệp cũ của ngài. Nói như vậy để quý vị thấy là ngay cả một vị chánh đẳng giác ấy, ngài cũng chưa có trả hết ác nghiệp. Thành ra mình đừng có suy nghĩ là chừng nào trả hết những cái ác nghiệp đó thì mình mới thoát khỏi luân hồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai ấy, là khi chúng ta nói đến nghiệp, chúng ta thường chỉ nghĩ đến ác nghiệp thôi, mà còn có những cái thiện nghiệp nữa mà chúng ta không tính. Khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn, ngài đã bỏ lại sau lưng vô số các thiện nghiệp. Phải nói đối với ngài lúc bấy giờ, ác nghiệp nó nhỏ như đất ở trên đầu móng tay vậy, mà cái thiện nghiệp của ngài lớn hơn cả ngọn núi Tu Di. Nhưng mà ngài viên tịch Niết Bàn là ngài bỏ hết, ngài không có để lại chút xíu gì. Cho nên để chứng được đạo quả thì không cần phải bỏ hết các nghiệp, nhưng sau khi chứng được đạo quả rồi thì toàn bộ nghiệp thiện và bất thiện đều bỏ lại mà đi. Rồi không biết hai vị có ý kiến gì không? Nó mời đi trên tâm chứ này. Thói quen của nhiều người á, họ cái suy nghĩ, họ có cái suy nghĩ là trả nghiệp, cái gì cũng trả nghiệp, cho ra đó mình khi mà danh sách không còn tái sanh thì hết luân hồi, chứ không phải là trả hết nghiệp. Ví dụ một người mà A-la-hán rồi thì nghiệp vẫn đổ, thì vẫn trả thôi. Trường hợp ngài Mahavajra giống như là một chiếc xe khi mà mình tắt máy rồi thì cái chớn á, còn đi một chút nữa, khi nào vị này vô như Niết Bàn thì lúc đó không còn sanh tử. Còn cái chuyện nghiệp á, nó không liên quan tới chuyện mình đắc đạo. Vậy rồi, mời sư Tề Tường. Dạ, mời sư Tề Tường, tôi có ý kiến gì? Hai vị trả lời cũng câu đó hỏi cũng quá sáng tỏ rồi, cho nên là chắc chắc để còn những câu hỏi sau nữa, Dạ. trả lời quá sáng tỏ câu hỏi này, xin cảm ơn. Nhưng mà trước khi kết thúc câu hỏi thì sư có một vài lời nhắc nhở quý vị là trong số các cái chướng của chúng ta đó, nó có một cái chướng, đó là cái nghiệp chướng và cái quả chướng. Cái quả chướng á, là do cái nghiệp từ cái đời trước mình làm á, nó trổ vào cái kiếp này, nó sẽ cản trở mình trong kiếp này. Còn cái nghiệp chướng á, là những cái hành nghiệp mình làm ngay trong kiếp này nó cũng sẽ cản trở mình ngay trong kiếp này. Cho nên á, là mặc dù nói là không cần phải bỏ hết tất cả các cái ác nghiệp thì mới có thể chứng đắc đạo quả, nhưng chúng ta cũng phải chừa hết các ác nghiệp ngay từ bây giờ. Bởi vì nếu chúng ta không chừa, nó sẽ là chướng ngại trên con đường đến sự giải thoát giác ngộ.